À, kính thưa quý vị, trong mấy ngày nay chúng ta đã hoàn thành được một cái công việc mà tôi cho là đó là thành công đối với mơ ước của tôi. Làm thế nào trong đảng chấp thuận cho cái chiến dịch Biển Đông này. Sau khi đại hội đảng đồng ý rồi và chấp thuận cho cái chiến dịch Biển Đông, tôi là người chịu hoàn thành trách nhiệm, có thể nói là lèo lái cái con thuyền này đi đến nơi và về đến chốn, và cố gắng là không có bỏ xác trên Biển Đông. Vì tất cả những anh em, những đồng chí và những người trên con tàu này, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đến cái sinh mạng của những anh em, những đồng chí, những chiến hữu đó. Cho nên các đồng chí nhìn thấy cái trách nhiệm nặng không? Nặng lắm chứ. Chúng ta đi làm cách mạng năm 1997, trên căn cứ chúng ta bị mất hết 4 anh em. Một người ở căn cứ KC-701 và 4 người trên đồi Trung Sơn. 32 người bị ở tù, trại tù Long Dài, Thái Lan. Tôi đã cứu ra hết và không còn người nào tù ở tại Thái Lan, đưa về đảo Cốc Cụt, rồi chuyển về Cốc Công, rồi đưa về miền Tây. Sau đó, chiến dịch năm 2000, thì tôi cũng bị tù tại Thái Lan lần thứ hai. Lần thứ nhất thì năm 1999, lần thứ hai bị tù ở Thái Lan. Và năm 2001, thì anh em của chúng ta cũng bị lâm nạn, đó là Võ Đức Văn, Nguyễn Thanh Hiền Sĩ và Nguyễn Tấn Vinh. Đến năm 2006 thì tôi bị tù tại Nam Hà. Anh em bị tù ở Thái Lan, ở tại Mỹ, ở trong nước Việt Nam, nhưng phía bên ngoài tổ chức và cá nhân tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Và chiến đấu không phải chỉ đi chiến đấu trên cái bệnh viện ở hải ngoại, mà xâm nhập về trong nước, rồi tiếp tục để tổ chức một tổng nổi dậy ở quê nhà, rồi tiếp tục đưa anh em về trong Việt Nam, chuyển những chiếc máy cướp làn sóng về Campuchia, rồi có những anh em còn an toàn ngồi đây như Trần Văn Sơn và một số anh em khác biết rõ về cái chiến dịch đó. Ở hải ngoại, chị Thương Cúc, hai anh em ở Florida cũng Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam Tự do bị tù tại Việt Nam, và mấy chục anh em ở trong nước được chính phủ Hoa Kỳ vận động cho chị Thương Cúc và hai em ở Florida được trả tự do ngay lập tức, chỉ có mười mấy tháng thôi. Và sau đó chúng ta cũng tiếp tục để tranh đấu cho đến ngày hôm nay. Về phương diện tổ chức thì rõ ràng là đảng và tổ chức của chúng ta chưa bao giờ ngưng nghỉ trong công cuộc đấu tranh. Người ra đi, người vào trong tù, người nằm xuống thì tiếp tục, tổ chức vẫn tiếp tục để tranh đấu cho anh em chiến sĩ của chúng ta. Tôi quan niệm là mỗi ngày anh em ngồi trong tù là chính anh em cũng đang đóng góp trực tiếp cho công cuộc đấu tranh chúng ta, chứ không phải ở tù là không đấu tranh. Không có một ai mà không thừa nhận rằng một ngày ở tù của chiến hữu, của đồng chí mình tại quốc nội là một ngày không có đấu tranh. Nhờ ở những ngày tù tội của anh em đồng chí của chúng ta trong và ngoài nước, chúng ta mới có được cái tinh thần tranh đấu vững mạnh hơn, quyết liệt hơn. Chính anh em ở tù là chất xúc tác mạnh nhất thúc đẩy cho cái tinh thần tranh đấu cho cuộc cách mạng này. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, chúng ta là một tổ chức cách mạng, tất cả anh em chúng ta không ai bị ép buộc cả. Rõ ràng là không có một người nào bị ép buộc là phải đi dấn thân cả, phải không? Trước khi gia nhập vào tổ chức, trước khi tuyên thệ vào đảng, chúng ta được đảng duyệt xét và đắn đo để chọn lựa, và cuối cùng thì chấp thuận lời tuyên thệ của các đồng chí. Một lời hứa hẹn với nhau danh dự ở ngoài đời không thôi, cũng phải giữ đúng mức với lời hứa hẹn của mình cho nó phải lệ,
huống hồ chi một lời thề trước bàn thờ được sự minh chứng của tất cả các đồng chí và được chấp nhận lời thề. Thì thưa các đồng chí, chúng ta không có quyền để bội ước cái lời thề đó. Vì vậy cho nên tôi chưa thấy có một đồng chí nào dù không còn sinh hoạt mà xin làm đơn ra khỏi đảng, bởi vì họ còn tiếp tục để giữ nguyên vẹn cái lời thề đó. Tôi tin tưởng là như vậy. Vì tôi hiểu rất là rõ, có thể nói tôi hiểu đến tận tâm tư tình cảm của từng đồng chí của chúng ta. Vì chính chúng tôi đi nhận lời thề, chấp nhận lời thề và chấp nhận họ là những đảng viên của chúng ta. Hiểu cái gì thưa các đồng chí? Hiểu ở cái bối cảnh xã hội, ở hải ngoại, ở trong nước và ở bất cứ nơi đâu, và theo thời gian không gian, nó làm ảnh hưởng đến cái công tác và trách nhiệm của đảng viên của chúng ta. Chứ tận đáy lòng thì họ vẫn giữ nguyên đúng lời thề. Tôi cam kết là như vậy. Một ngày nào đó, thiên thời địa lợi, khi mà chúng ta có nhân quà, thì các đồng chí sẽ thấy các đảng viên của chúng ta sẽ trở lại với chúng ta, không có phải suy nghĩ. Ngày hôm nay chúng ta cần phải tuyển chọn một người lãnh đạo trong Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam Tự Do. Đó là yêu cầu của tôi, và tôi nghĩ là yêu cầu của đảng. Và tôi nghĩ rằng trong toàn đảng đang mơ ước nhiều năm rồi, và đã cố gắng hết sức mình để có được một đội ngũ trẻ, và phải có một con chim đầu đàn để dìu dắt cái tổng đoàn này trong tương lai, để chuẩn bị để thay thế cái sự nghiệp cha anh của mình khi cha anh của mình nằm xuống hoặc là ra đi. Rõ ràng là như vậy. Mấy hôm nay và suốt đêm hôm qua, tôi cũng đã được tham khảo nhiều vị, nhiều quý đồng chí, và cũng được lắng nghe ở cái góc độ này, ở góc độ kia. Riêng về cá nhân tôi thì tôi cũng xin thưa như thế này. Tôi thường sống cho mọi người, và tôi luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho cái giá trị đích thực của những cán bộ trẻ trung đã hy sinh, đã dấn thân. Dù sự dấn thân đó một ngày ở trong nhà tù, đối với tôi là một đóng góp rất là vĩ đại cho cuộc cách mạng.